Good morning, con gà lôi. Nó dẫn ba con gà lôi con. Con gà lôi mẹ nó đi trước mà con gà lôi con nó bị lạc đường sao? Con gà lôi con nó không chịu đi theo. Cày tới thử coi nó làm sao. Bắt ba con gà lôi con này nuôi nha. Vô. Dễ thương quá. Ok, bye. Oh yeah. Happy weekend. Sáng nay thức dậy cái cũng muốn coi coi xổ số hôm qua nó ra sao, nhưng mà cũng nửa trong bụng thì muốn không có coi, tại vì mình coi mình biết thế nào cũng cũng không trúng, cho nên cứ lưỡng lự. Con này chạy giữa đường, đường hẹp nó chạy giữa đường vậy đó. Anyway, đang nói về mình mua một niềm vui. Hôm qua mua vé số là nó có sổ độc đắc là cả 1 tỷ 2 tỷ 3 vậy lận. Cái sáng nay mình lưỡng lự không biết nên có chắc check cái số cũng như dò số sớm không, tại vì mình dò là mình sẽ thất vọng, mà nếu như mình chưa dò thì mình còn một cái niềm hy vọng. Nhưng mà cuối cùng thì cái sự tò mò nó lớn hơn là cái sự kiên nhẫn, cho nên bật lên coi coi thì thấy đề cái hàng đầu là cái tại vì cái giải này là giải chung của liên bang á, đây là ở Cali không có một người trúng, nghĩa là có người trúng rồi, gửi bật lên mình thấy có người trúng rồi thì bật xuống cái trang thứ hai thì nó nói là Cali không ai trúng hết, coi như là người nào ở bên tiểu bang là chúng chưa có biết là ai và cũng chưa biết bao nhiêu vé chúng, chỉ có biết ở Cali là không có ai chúng hết. 4-5 phút xong cái nhìn lại cái giải thứ hai là 4,2 triệu đó. Yeah, 4,2 triệu là chắc cũng còn hy vọng. 4,2 triệu là đối với mình là quá nhiều rồi, thôi hy vọng chúng được 4 triệu. Cái nằm đó không thèm xuống lấy vé check, tại vì mình biết cũng thôi mệt. Anyway, cuối cùng thì cũng check check một tờ. Sorry, it's not a winner. Check vé thứ hai. Sorry, it's not a winner. Vé thứ ba. Sorry, it's not a winner. Ba mua 50 đồng mà không trúng được 1 đồng xu đó. Coi như là bố thí hết 50 đồng cho tỷ phú, tân tỷ phú. Đó là cuộc đời, ở mình là cuộc chơi chứ cuộc đời. Anyway, thôi mình đi đi chơi thăm mẹ nhà vài tiếng. Lúc nãy rảnh vào vào Yahoo thì thấy tin tức là có một người trúng, có một vé trúng à, trúng cái giải độc đắc của hôm qua đó.
từ hôm qua thì nó lên 1,2 tỷ, rồi bữa nay lên tới 1,3 tỷ. Chỉ có một vé trúng ở gần Chicago, trong tiểu bang Illinois, là cái thành phố gần Chicago suburb, đó là giống như ngoại ô Chicago đó. Chưa có biết ai trúng nhưng mà chắc không dám ra mặt đâu. Trời ơi, 1,3 tỷ, 1,3333 gì đó, quá nhiều luôn. Cho mình trúng cái số lẻ 3 triệu là vui rồi. Thôi thôi, chơi cho vui mà. Coi hôm qua tự nhiên ngẫu hứng mua tới 50 đồng, thấy cũng tiếc đó chứ. Thôi mai mốt không chơi vậy đâu. Trời cho chúng mua chừng 10 đồng. Tại tự nhiên thấy nôn nao hào hứng quá. Tại mình thấy gamble 50 và trúng tỷ thì cũng không đến nỗi tệ phải không? Nói tới gamble, nhiều người ghiền ghiền cờ bạc á, không bỏ được. Mình cũng có một vài lúc, mấy lúc trước hay đi chơi Reno, có một vài lúc tự nhiên uống bia xỉn xỉn là cái thua hoài tức quá, cứ móc móc túi ra đổi tiền chơi hoài luôn. Thua là như mình thua nhiều nhất là lên tới 1.000 đồng thì phải. Nhưng mà đa số thường thường đi là thua khoảng chừng 300 nha. Mỗi chuyến đi là cũng 300, chơi chơi vui mà. Anyway, nói chơi vui chứ bình thường mình tối ngày cứ nói trúng số cho nghe cho vui, chứ nói thật ra mình cũng không có muốn cũng như là ủng hộ người ta chơi lắm. Nghĩa là sao, là mình có tiền ăn uống đầy đủ, dư vài đọc vài cọc thì mua vài vé thì không sao. Còn nhiều người mà cứ ra mua vé cào hoài đó. Có nhiều ông thấy á, lúc trước có cái chợ gần nhà, mỗi lần mình đi chợ là thấy ông đứng ngay cái tủ đó, không biết cái bữa nào có tiền hay sao ông cứ đứng ra, ông bỏ vô, đứng ngoài ông cạo 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 cạo, thua xé giục bỏ chạy vô móc mua tờ khác ra cạo 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 cạo, coi cái đó là giống như ghiền á. Ghiền cờ bạc là không nên. Tính ghé vào đây mua hột vịt lộn ăn cho nó hên, mà thôi mình đã có con tô cháo lòng rồi. Chị nói chứ ghé đâu chứ mua cho mình tô cháo lòng, thôi vậy ăn cháo lòng. Ăn cháo lòng xong chắc phải đi bộ tập thể dục cho cả mấy mấy km. Giờ mình không biết mua cái gì cho con nó ăn trưa, nó về nó hỏi nó muốn ăn gì, chở nó đi ăn cho rồi. Trời mát mẻ quá. Phải rảnh á, buổi sáng chạy từ đây xuống dưới Santa Cruz đi vòng vòng cầu tàu chơi cho cũng vui cũng được. Tuần sau mình phải đi lên chở con gái lên San Francisco cho nó đi mua công chuyện gì đó. Con đòi đi theo nữa cho nên ba cha con sum vầy ăn uống với một đứa bạn của nó. San Francisco. Nó bữa nào đi lên cái vườn, cái park á, gọi là Golden Gate Park, trong đó to rộng lắm, có vườn Nhật nè, có cái museum của science nè, lại có gì nữa, vườn hoa Botanical Garden. Cái khá là giống ở New York, nó có cái Central Park kia đó, giữa thành phố, nó giữ để
giữ một khúc để làm vườn cây. Đói bụng, có tô cháo lòng về xịt đã nha. Thôi ok, mình hẹn gặp lại lúc ăn cháo lòng. Bye bye. Yeah, lâu quá không có ăn cháo lòng, thèm quá. Cháo lòng bên đây ăn cái cháo lòng ai mà nấu mà có cái mùi mùi lòng ruột ruột heo mà nó rửa sạch đó là coi như là tiêu tùng ấy. Còn có nhiều người làm hay nó không ngon thì mình thích ăn. Tôi quên đem muỗng dĩa gì lung tung hết đây. Chờ chút. Hấp tấp quá quên chuẩn bị đồ hết. Để mình giới thiệu tô cháo lòng nha. Đây, tô cháo lòng bên đây có huyết, có gan, cái này là như tim, ruột phèo. Rồi, hơi dầu cháo quẩy không có, có cái xúc xích nè, xúc xích huyết. Đó, vậy đó. Thì mình thử trước một cái nha. Mình nêm thử trước một cái trước khi bỏ tùm lum vô. Oh yeah. Oh yeah. Ngon quá, ngon quá. Bây giờ thì mình sẽ cho ớt jalapeno, ớt mễ, cho chanh vô. Rau dâm của mình làm biến quá thôi kệ. Ớt, thích ăn ớt nhiều lắm. Ớt này họ làm sẵn rồi, ớt tỏi. Hai loại ớt, ớt chín, ớt tươi và nước chấm, nước mắm không. Thường thường mình thích nó mặn mặn hơn cho nên nhiều khi mình cũng hay bỏ thêm nước mắm vào trong cái tô cháo lòng. Ok. Oh my god. Đói bụng kinh hồn luôn. Ngon quá, ngon quá. Đồ Việt Nam thì thôi. Tuyệt vời. Mình sinh sống Việt Nam, lớn lên ăn chuyên môn đồ Việt Nam cho nên bữa nay làm liều ăn ba cái đồ này không biết nó có bị nhức nhức mỏi nữa không. Không sao đâu, mình tập thể dục lâu quá không ăn cũng thèm. Lúc nãy định mua tô phở thèm thở quá rồi. Ớt không cay gì hết vậy đâu. Hay là phải nhồi ớt thì cay không? Không cay. Nhiều cái ớt hay là phải nhồi nó cay. Ăn thử miếng xúc xích. Sao ăn cái ruột mình thích quá à, nó dai nhai. Món gì phá lấu á, ngon. Mẹ mà ớt quá, ớt mình trồng ngoài nhiều lắm nhưng mà nó chưa chín, để mình ăn thử trái này coi coi.
Chắc không ăn bánh mì, sao nè, nhiều tinh bột quá rồi. Bánh mì để mình chiên trứng cho con ăn sáng. Cay á. Ngon quá, ngon quá. Cái này hôm qua đi chợ Nhật mua, tháng nữa qua mua trà nó bán chợ Nhật mắc đấy nha. Ba cái đồ gì cũng mắc. Khát nước quá mình mua, chứ còn thật ra mình mua ra Costco mua nguyên một kết nha, rẻ lắm rồi. Mình mua hết 3 đồng. Giờ phải tiết kiệm tiền, nó lạm phát quá rồi, không có nhận tiền máy móc đi chơi. Anyway các bạn ơi, thôi mình bảo cỏ này mình chưa thử nè. Mình... À, bao tử. Ngon quá, ngon thiệt. Thôi mình thưởng thức cái cháo này để mình ăn, mình tắt camera mình húp rốt cho nó đã. Chút nữa có đi đâu chia sẻ cho các bạn sau nha. Cuối tuần vui vẻ, bye bye. Cái ớt đang nấu em này, mình thích cái ớt này lắm, mình trồng ráng trồng nó dễ sợ luôn mà. Tới khi nó được lên bông mình tưởng nó sẽ trổ thành trái, mình thấy nó chết hết rồi, nó không thành trái được. Yeah, cái chết well rồi. Không có trái, không có hoa nào thành trái, hình như nó giống như nó không có hoa. Hoa như là cái cây này cây được khác, xong thân lạnh. À, ngồi đó ăn cái chờ lâu quá, ăn xong ba cái appetizer cái no bụng luôn, xong giờ còn cả đống đem về ăn thôi.